Xin chào các bạn. Tiếp đang có mặt trên con đường Lý Chính Thắng, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh. Con đường này nổi tiếng với nghề đóng giày thủ công truyền thống. Các bạn biết không, giày là một phụ kiện phổ biến của chúng ta. Một đôi giày có thể toát lên được phong cách của mỗi người. Nhưng một đôi giày thoải mái có thể giúp chúng ta tự tin hơn. Ít ai biết được để làm ra một đôi giày thì sẽ trải qua những công đoạn như thế nào. Ngày hôm nay hãy cùng với team và Việt Nam Anh Yêu, chúng ta hãy tìm hiểu về nghề đóng giày thủ công truyền thống các bạn nhé. Theo dòng chảy của lịch sử, kỹ thuật đóng giày thủ công đã phát triển. Kiểu dáng, chất liệu và màu sắc vô cùng phong phú. Không chỉ là vật dụng bảo vệ đôi bàn chân con người, mà ngày nay giày còn thể hiện cá tính và phong cách của người sử dụng. Ở Việt Nam, nghề đóng giày xuất hiện từ rất sớm, phát triển hưng thịnh ở các đô thị lớn như Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Dạ, con chào chú ạ. Dạ. Con là Tim, đến từ chương trình Việt Nam Anh Yêu. Dạ. Con nghe rất là nhiều người đã nói về tiệm giày của chú, rất là nổi tiếng và làm ra được rất là nhiều kiểu giày đẹp và thời trang. Dạ. Ngày hôm nay thì con tới đây, con muốn tìm hiểu về công việc của mình. Dạ. Trước khi tìm hiểu và trò chuyện với chú thì cho phép con được tham quan những cái mẫu giày của mình không ạ? Dạ, được, chứ xin mời cậu dạ, tự nhiên. Dạ. Mở cửa từ năm 1971, tiệm giày Trịnh Ngọc dần trở thành địa điểm quen thuộc cho những ai yêu thích giày đóng thủ công ở Việt Nam lẫn quốc tế. Là một thợ đóng giày có tay nghề cao, đôi giày được bàn tay ông Ngọc đóng ra mang nét lịch lãm, thanh nhã, dần trở thành huyền thoại trong giới đóng giày thủ công. À, cô thấy mặc dù đúng là nãy chú nói là tiệm giày của mình không có quá to. Dạ. Nhưng mà mỗi đôi giày toát lên một cái sự đặc biệt. Dạ. Con đi tham quan thấy ở đây mình có rất là nhiều kiểu giày đẹp. Vậy thì cái cơ duyên nào mà mang chú đến với nghề đóng giày này ạ? Gia đình thì không có làm nghề này. Dạ. Nhưng mà trong lúc loạn lạc chạy đó thì từ Bạc Liêu đó, năm 45 đó, rời Bạc Liêu rồi đi. Dạ. Qua bên Campuchia. Gia đình mới vì mưu sinh mà. Lúc đó tôi còn nhỏ lắm thì đi theo coi thôi, đi xem cái nghề của người Anh làm một cái ly đó. Nhưng mà khích bên đó thì có một người Việt Kiều đó làm một cái xưởng giày. Thì hồi nhỏ mình cũng có so sánh, mình nhìn bên đây, nhìn bên kia, mình thấy cái nghề giày đó nó sẽ phát triển hơn là nghề kia. Bởi vì một đôi giày nó nhỏ thôi, nó bé thôi, nhưng mà cái giá trị nó về mỹ thuật, về kỹ thuật nó cao lắm. Nó đa dạng lắm, đa dạng. Mà nó thay đổi rất nhiều, nó theo thời trang mà. Cái nghề tôi sau này rồi tôi nghiệm thấy mình có hơn một số người làm giày khác là gì? Những người khách đó, những tiệm khác khó thực hiện, đều mà ở đây tôi thực hiện được là nhờ lúc nhỏ tôi có bổ sung cái nghề làm da. Là mình nhờ có cái nghề những làm da đó. Không gì tỉ mỉ đó. Thành nó bổ sung cho người giày. Vậy thì chắc chắn là mỗi đôi giày sẽ là đặc biệt riêng cho một cá nhân, một khách hàng. Đúng rồi. Dạ, bây giờ cô xin phép con sẽ chọn thử hai đôi giày đi. Để con thử cái trải nghiệm thử mang như thế nào nha chú. Dạ, xin phép ạ. Đây, cho con chọn thử hai đôi này nha. Rất là thoải mái, đầu tiên là con mang vô là con thấy thoải mái, giật đi thử nè. Rất là thoải mái. Nhưng mà đặc biệt là con mang vô con thấy nó rất là thoải mái, không có bị ôm cái chân, ôm cái ngón chân của mình đó. Một đôi giày đẹp đòi hỏi nhiều yếu tố, trong đó hình dáng và chất lượng giày đóng vai trò quyết định. Giày thành phẩm muốn có hình dáng chuẩn, người thợ phải đo, phác thảo kiểu dáng, lên form. Chất lượng giày làm ra muốn bền đẹp thì công đoạn lựa chọn chất liệu, cắt, may và đóng đế đòi hỏi người đóng giày phải trải qua nhiều năm tích lũy kinh nghiệm.
Pháp nó thống kê rồi đó, về giày đó, là muốn thành một đôi giày đó, nó phải bước qua 230 công đoạn. 200 luôn? 230 khâu. Nhưng mà trước khi mà làm đôi giày này nè, dạ, là mình phải có cái form nè. Có cái form giày trước. Mình làm giày, mình phải làm được cái này. Thì nó mới là, nó có chỗ độc đáo. Đúng rồi. Còn người làm giày không biết, người khác tạo, dạ, làm thành nó không về như ý mình được. Làm giày đó, thì cái này nó giống như là cái manica. Nó cũng có 3 dòng. Nếu ai mà đạt được cái chuẩn này đi về rất đẹp. Còn nếu mà không đạt được đó thì phải thêm, phải bớt dạ. Để coi như. Nhưng mà đúng là khi mà con lên đây con coi á, thì đúng là một đôi giày mà làm cho chính mình á, cho cái khuôn của mẫu của mình và đặc quyền của mình á, thì nó sẽ rất là quý và nó đặc biệt hơn rất là nhiều đôi giày mình mua ở ngoài tiệm. Hồi nãy con nghe chú chia sẻ là những người nghệ sĩ á, khi họ tới đây họ đặt giày thì họ có yêu cầu theo từng chủ đề. Rồi có những cái kỷ niệm nào mà ví dụ như là về chất liệu hay là về cái độ cao của giày có như nào? Có dạ, có ca sĩ đó, dạ, cái chiều cao nó khiêm tốn, dạ, thì mình có thể dùng kỹ thuật được, chú có thể nâng lên 7 cm. Wow. Dạ, cái này cũng rất là cần, tại vì có một số đấy. Người nam á thì họ không cao lắm thì họ đang rất cần 7 cm, nhưng mà vẫn mình mang cho mình vẫn thoải mái, vẫn thoải mái vậy thôi, vẫn có thể nhảy trên sàn kia được vậy thôi. Dạ, bây giờ mình thử trải nghiệm một chút công đoạn hai chú ha. Dạ, cho phép con thử lên. Đây, dạ, để cậu đóng phía trên này. Đầu tiên là mình sẽ kẹp lại hả chú? Ừ. Kẹp mình để giày phải không ạ? Xong rồi mình đóng. Rồi lấy định đóng. Công đoạn nào là quan trọng, khó nhất à? Câu này có phải là khó nhất không? Để làm ra được một đôi giày á, thì rất là nhiều công đoạn khó khăn. Và thực sự là mình nhìn nó mình thấy đơn giản nhưng mà kỳ công nè, rồi cần sự khéo léo. Ngày hôm nay thì con rất là cảm ơn chú rất là nhiều đã chia sẻ với con về cái công đoạn làm giày cũng như là lịch sử nè, cơ duyên của chú đến với nghề. Con chúc chú luôn luôn giữ được sức khỏe và giữ được cái lửa của mình đam mê với nghề và ngày càng làm được nhiều đôi giày đẹp hơn nữa. Cảm ơn chú rất là nhiều ạ. Dạ, tôi cũng mong như vậy. Dạ. Sức khỏe mình còn tới lúc dạ, nào thì mình hãy ráng làm tới lúc đó. Dạ. Bởi vì khách hàng đó người ta còn mến mộ mình quá. Dạ. Tôi đến với mình thì dạ, mình phải ráng phục vụ. Dạ. Thế thôi. Dạ. Cảm ơn chú ạ. Dạ. 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 Cùng với tình yêu và tâm huyết của những con người như ông Ngọc, nghề đóng giày thủ công vẫn sống và tồn tại trong mạch ngầm của văn hóa thời trang Sài Gòn, góp phần tạo nên bộ mặt lịch sử của thành phố từng được mệnh danh là Hòn Ngọc Viễn Đông này. Các bạn ơi, ngày hôm nay team đã có một trải nghiệm vô cùng thú vị tại tiệm đóng giày của chú Trịnh Ngọc. Để làm ra một đôi giày thủ công thật không dễ dàng đúng không nào? Với bàn tay con người cùng với đam mê và tình yêu, chúng ta sẽ tạo ra những sản phẩm chất lượng cũng như là kiểu dáng xuất sắc. Tới đây thì Việt Nam Mến Yêu đã phải tạm biệt các bạn rồi. Hẹn gặp lại các bạn vào 19:50 tối thứ bảy hàng tuần trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1. Xin chào và hẹn gặp lại. Trải qua nhiều thời kỳ biến đổi từ kiểu dáng và chất liệu, cho đến nay, chiếc áo dài đã trở thành bộ quốc phục mang hơi thở dân tộc, bản sắc văn hóa và con người Việt Nam. Vào lúc 19:50 thứ Bảy, ngày 23 tháng 5 năm 2020, trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1, mời quý vị đón xem số phát sóng tiếp theo của Việt Nam Mến Yêu để cùng Á hậu Kiều Loan khám phá nét độc đáo của chiếc áo dài truyền thống Việt Nam.